nhận được hồ sơ yêu cầu của bà Nguyễn Thị Cư đề nghị giúp đỡ cho con trai của bà là anh La Văn Chiến, 36 tuổi, ở ấp Hòa Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, bị điện giật trong lúc làm hồ ngày 16 tháng 9. Địa chỉ nhân đạo tìm đến Bệnh viện Trưng Dương, thành phố Hồ Chí Minh, nơi anh đang điều trị. Tại đây, được bác sĩ cho biết. Lúc bệnh nhân vào là hôn mê sâu, Rasgo 3 điểm. Hôm nay thì bệnh nhân là có tình trạng khá hơn một chút, đó là mở mắt tự nhiên, chưa tiếp xúc được. Nhưng mà cái chi giác, cái mắt nó lanh hơn. Do đến ngày hôm nay thì khả năng sống của bệnh nhân là được khoảng 90%. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi không còn dùng kháng sinh để điều trị viêm phổi nữa vì tình trạng phổi bệnh nhân đã hết bị viêm. Tuy nhiên, cái tiền vẫn còn là bao gồm thuốc để mà giúp cho hồi phục cái não cho bệnh nhân. Cái điều thứ hai là vấn đề chăm sóc cái vết loét cho bệnh nhân, cũng như vấn đề mà mời tập bệnh lý trị liệu, ăn uống thì tiền vẫn còn tốn nhiều. Mỗi ngày là sẽ tốn khoảng chừng 1 triệu. Đó là ở thời điểm hiện tại. Nếu như bệnh nhân mà bị viêm phổi trở lại hoặc bị nhiễm trùng nào đó khác nữa, hoặc có một phát sinh gì đó khác nữa thì số tiền nó sẽ đội cao hơn. Cho đến ngày hôm nay thì tôi có thể nói là tạm thời là ảnh sống. Tuy nhiên để mà ảnh hồi phục cần phải một quá trình lâu dài. Vượt qua được ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, với anh Chiến là một kỳ tích, và đối với gia đình anh đó là điều hạnh phúc lớn lao. Thế nhưng vẫn còn đó nỗi lo đè nặng, vì theo lời bác sĩ điều trị thì quá trình hồi phục sắp tới của anh không phải ngày 1, ngày 2. Vì không có bảo hiểm y tế nên từ lúc cấp cứu vào viện và điều trị cho đến nay đã tiêu tốn hơn 100 triệu đồng. Mẹ lên đây cũng 10 năm rồi, không có ruộng, không có giường, chỉ có cái nền nhà để ở thôi. Ngày mình lên đây đi làm là hai chồng làm, kiếm tiền gì lo cho mẹ chồng và một đứa con nhỏ. Hai chồng phụ hộ hết, nhưng mà có việc thì như chồng thì mừng được một ngày được 150, còn vợ thì mừng ngày được 100. Bữa đó thì mình đã nghỉ trước 2 ngày, mình bị cảm, mình nghỉ trước 2 ngày. Xong rồi thì nghe anh này mới chụp điện thoại điện tới thì biết vậy đó, thì trong mình nó không có tiền, nhưng mà cũng nghe vô người này người kia người ta cũng thấy vậy đó, người ta cho vậy đó. Thì xong rồi mới điện với quê mượn kiếm, mượn đầu này đầu nọ đầu kiếm gửi lên, chứ còn hai chồng cũng tôi không có tiền. Rồi vô đây thì mấy chị em đây người ta cũng thương á, ta xin cơm từ thiện người xong người ta cho đó, chi phí thì từ hôm nào ra thì cũng hơn 100 triệu, coi như là mượn, người này mượn giùm chút, người kia mượn giùm chút á. Tìm về quê nhà ở ấp Hòa Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, chúng tôi hiểu thêm nỗi lòng của người mẹ lo sợ mất con. Chồng bà hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một mình bà nuôi 4 người con mà không hề có ruộng đất chi canh tác, chỉ duy nhất có cái nền nhà để ở. Là con trai út, anh Chiến phải nghỉ học từ nhỏ, bôn ba đi làm mướn xa nhà gần 20 năm nay để chăm lo cho mẹ già mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp. Chồng chị đã hy sinh, sau đó rồi để lại 4 người con, rồi do hoàn cảnh kinh tế rồi con đi làm tứ xứ, đứa thì ở Sài Gòn, đứa thì ở làm phương xa, cho nên là cái điều kiện hết sức là khó khăn. Gia đình này thuộc diện chính sách, được nhà nước hỗ trợ hàng tháng, coi như là được cất nhà tình nghĩa, nhưng mà hiện nay nhà thì cũng đã xuống cấp rồi. Hơn một tháng túc trực bên ngoài phòng bệnh dõi theo tiến triển sức khỏe của anh Chiến. Gắn lòng còn nước thì còn tát, nhưng liệu vợ anh Chiến cũng như gia đình sẽ còn chống chọi được bao lâu nữa nếu như không có sự chung tay giúp sức của cộng đồng? Mọi sự giúp đỡ cho anh Chiến xin liên hệ về địa chỉ anh La Văn Chiến, ấp Hòa Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, hoặc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, điện thoại 070-6-250-555. Trong một địa chỉ nhân đạo kỳ 34, chúng tôi có thông tin về trường hợp anh Tống Thanh Phong ở ấp Tân Phong 2, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít. Năm 2013, anh Phong phát hiện mình có dấu hiệu đau bụng âm ỉ ngày đêm, sức khỏe ngày một suy kiệt. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên bệnh tình cứ bỏ qua loa. Sau một thời gian dài rời quê nhà lên thành phố Hồ Chí Minh ở trọ phụ hồ, bán vé số kiếm sống, đến khi hay ra thì bệnh tình đã qua đến giai đoạn ung thư gan, u đường mật. Không tiền chạy chữa
gia đình anh đành đưa anh về hút thuốc nam uống qua ngày. Trước đó, vợ anh đã từng trải qua một lần phẫu thuật. Nay đến anh tìm vay mượn cộng dồn mấy chục triệu đồng, chưa biết bao giờ mới trả nổi. Khi địa chỉ nhân đạo trở lại thăm, rất vui mừng khi căn nhà đại đoàn kết địa phương xét cất cho anh vừa hoàn thành. Niềm vui như được nhân đôi khi hai tuần lễ qua, địa chỉ nhân đạo đã tiếp nhận được 53 triệu 471 ngàn đồng và 10 kg gạo của 521 nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp giúp đỡ cho anh Phong trị bệnh. Ngày 17 tháng 9 vừa qua, địa chỉ nhân đạo đã bàn giao toàn bộ số tiền trên cho gia đình. Ngoài ra, chính quyền địa phương, bà con lối xóm và nhóm nhà hảo tâm trực tiếp đến thăm còn đóng góp được thêm 6 triệu 540 ngàn đồng, hai bộ mùng mền giúp cho anh Phong. Như vậy, tổng số tiền và quà mà anh Tống Thanh Phong được giúp đỡ là trên 60 triệu đồng, 10 kg gạo và 2 bộ mùng mền. Xin đại diện ban dân ấp thì cũng chân thành cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long và cảm ơn quý bà con nhà hảo tâm để đóng góp cho em Phong để nhằm tạo có điều kiện để chữa trị cho mau hết bệnh. Xin chân thành cảm ơn.